Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì buổi họp nghe sở kế hoạch đầu tư báo cáo về chủ trương bổ sung khối nội trú 150 giường nhà nghỉ thân nhân vào dự án bệnh viện Vũng Tàu. Bệnh viện Vũng Tàu được khởi công xây dựng vào tháng 6 năm 2017, có tổng mức đầu tư hơn 1.094 tỷ đồng với quy mô 350 giường bệnh. Bệnh viện chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 3 năm 2022 đến nay nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, khách du lịch và nâng cao điều kiện về chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, sở kế hoạch và đầu tư đề xuất ủy ban Dân tỉnh bổ sung xây dựng các hạng mục cho bệnh viện Vũng Tàu gồm khối nội trú 150 giường bệnh, diện tích khoảng 1.196 m2, khối nhà ở cho thân nhân người bệnh tại khoa hồi sức tích cực và chống độc, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, khoảng 70 chỗ lưu trú. Bếp ăn tình thương của bệnh viện sẽ được bố trí trong một khối nhà trệt tại vị trí khu đất dự phòng cho phát triển bệnh viện sau này, với diện tích khoảng 1 170 m vuông. Ông Nguyễn Văn Thọ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh, thành phố Vũng Tàu tiến hành khảo sát lại về quỹ đất, lựa chọn một khu đất để xây dựng thêm 150 giường bệnh kế bên bệnh viện hiện nay.